Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau vụ máy bay chở ông trùm Wagner gặp nạn ở Nga vào ngày 23 tháng 8, các chiến binh từ tập đoàn Wagner đang thành lập các đoàn xe để rời trại của họ ở Belarus đến Nga. Tờ The Kiev Independent dẫn các nguồn tin ở Belarus cho biết, một số trại quân sự của Wagner đã được dỡ bỏ vào tối 23 tháng 8 và các thành viên của công ty quân sự tư nhân này đang thành lập các đoàn xe để rời khỏi Belarus. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết, các đoàn xe có thể đang hướng tới biên giới với Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine tại Belarus, chính phủ Belarus không cho phép nhóm lính đánh thuê Wagner rời đi. Các cơ quan đặc biệt của Belarus được cho là cố gắng chặn các đoàn xe này ở biên giới. Trước đó, vào tháng 6, sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của ông Prigozhin, tập đoàn Wagner đã thành lập các căn cứ ở Belarus và chính thức hợp tác với Bộ Quốc phòng Belarus. Theo The Guardian, các báo cáo gần đây tiết lộ hàng trăm tay súng Wagner tại các căn cứ Belarus bắt đầu rời khỏi nước này. Một số người được cho là không hài lòng với mức lương thấp, trong khi người khác chuyển đến làm việc ở Tây Phi. Lực lượng Wagner tại Belarus đã giảm khoảng 1/4 quân số so với hơn 5.000 người ban đầu. Dấy lên nhiều giả thuyết xung quanh vụ rơi máy bay của trùm Wagner. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng về vụ rơi máy bay có thể đã khiến ông trùm Prigozhin và một số chỉ huy thiệt mạng. Trong khi đó, tại Nga, những giả thuyết liên quan đến vụ việc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Một chuyên gia về Nga của tổ chức nghiên cứu các vấn đề quốc tế Chatham House, KUQ, cho rằng nên thận trọng khi đưa tin về cái chết của ông Prigozhin vì có thể có những người cố ý đổi tên giống Prigozhin. Cụ thể, chuyên gia nói, nhiều người đã đổi tên thành Yevgeny Prigozhin như một phần trong nỗ lực nhằm che giấu hành tung của ông ấy. Daily Mail dẫn một nguồn tin giấu tên cũng đưa ra giả thuyết ông Prigozhin có thể đã ở trên một chiếc máy bay khác. Họ cho biết chiếc máy bay bị rơi dù thuộc về ông Prigozhin, nhưng ông thường sử dụng một chuyên cơ khác. Một chiếc máy bay thứ hai cũng được cho là có liên hệ với ông Prigozhin đã được phát hiện di chuyển lòng vòng trên bầu trời Moscow sau vụ tai nạn, làm dấy lên suy đoán rằng ông chủ Wagner có thể không ở trên máy bay gặp nạn. Cho đến hiện tại, chưa có giả thuyết nào là được khẳng định hoàn toàn. Tung tích số phận của ông trùm Wagner vẫn còn là bí ẩn. Trong khi còn nhiều nghi vấn xung quanh vụ rơi máy bay có thể khiến ông trùm Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của Wagner thiệt mạng, số phận của lực lượng này cũng được bàn tán. Ngày 23 tháng 8, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga thông báo ông chủ công ty quân sự tư nhân Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này có tên trong danh sách hành khách trên máy bay tư nhân rơi ở Nga, khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng. Chủ sở hữu của chiếc chuyên cơ Emperor Legacy 600 gặp nạn được xác định liên quan đến Prigozhin. Theo danh sách nạn nhân được giới chức Nga công bố, ngoài ông trùm Prigozhin, còn có Dmitry Utkin, người được cho là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông và cũng là nhân vật chủ chốt của Wagner. Được biết, ông Utkin là một cựu sĩ quan tình báo Nga và từng hoạt động ở Syria. Một số nguồn tin cho rằng, ông Utkin tham gia tổ chức một cuộc tuần hành của đoàn xe Wagner tiến vào Moscow trong vụ nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6. Báo cáo từ các kênh truyền thông xã hội của Nga liên quan đến Wagner cho thấy, các thành viên khác trong ban lãnh đạo của Wagner có thể cũng đã có mặt trên chuyến bay. Nếu thông tin về trùm Wagner Prigozhin tử nạn trên chiếc máy bay bị rơi được xác nhận, đội quân Wagner rõ ràng như rắn mất đầu. Mặc dù đã có những tên tuổi được đồn đoán sẽ thay thế ông Prigozhin, nhưng liệu ai trong số họ có khả năng thay thế vẫn chưa chắc chắn. Trước đó, vào hồi tháng 6, cựu phó nguyên soái không quân Anh Sean Bell vào hồi tháng 6 từng nhận định nếu không có Prigozhin, Wagner không còn ý nghĩa. Cụ thể, ông nói, nếu trụ cột của Wagner là Yevgeny Prigozhin, thì thật khó để biết nó sẽ tồn tại thế nào tiếp theo đây. Trước đó, vào năm 2014, Prigozhin thành lập Wagner, một công ty cung cấp lính đánh thuê. Ban đầu, lực lượng này chỉ hoạt động ở miền đông Ukraine khi xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine với lực lượng ly khai. Vài năm sau đó, Wagner bắt đầu mở rộng mạng lưới hoạt động tới một vài quốc gia châu Phi trong lĩnh vực chính là an ninh và cố vấn. Wagner hoạt động tích cực nhất ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi, Libya, Mali và Sudan. Ngoài ra, Wagner tăng hiện diện ở châu Phi, dường như để thực hiện các hợp đồng khai thác khoáng sản có giá trị cao. Thậm chí, Wagner từng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, đặc biệt tại chiến trường Bakhmut ở miền đông,
Tuy nhiên, lực lượng này rút khỏi Ukraine và chuyển đến Belarus sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga. Tại Nga, các hoạt động của Wagner cũng bị gián đoạn trong suốt 2 tháng qua, khi có vẻ như ông Prigozhin và các đồng minh tìm kiếm một vai trò mới. Các báo cáo gần đây cho thấy khoảng 5.000 tay súng Wagner đã tới Belarus, nhưng hiện chỉ còn hơn 1.000 thành viên ở lại đây, trong khi số khác chuyển đến Tây Phi. Với việc Wagner đã rút khỏi Ukraine sau trận chiến khốc liệt ở Bakhmut, câu hỏi lớn nhất là liệu họ có thể tiếp tục hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào ở các quốc gia châu Phi, nơi họ từng hoạt động hay không. Có ý kiến cho rằng Wagner đã đến hỗ trợ chính quyền quân sự ở Mali, một động thái góp phần khiến Pháp quyết định chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài gần một thập kỷ ở đó. Ngày 23 tháng 8, một chiếc máy bay phản lực Embraer 135BJ Legacy 600 đang bay từ Moscow đến St. Petersburg thì bị rơi ở tỉnh Tver, Nga. Toàn bộ 10 người gồm 7 hành khách và phi hành đoàn, 3 người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Đài Russia Today dẫn xác nhận từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Cơ quan Vận tải Hàng không Nga xác nhận chuyến bay thực hiện trên cơ sở giấy phép sử dụng đường không được cấp phép theo đúng quy định. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23 tháng 8 nói rằng ông không quá ngạc nhiên khi biết rằng thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin có tên trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay tư nhân bị tai nạn gần Moscow vào ngày 23 tháng 8. Tổng thống Biden đã phản ứng với tin tức về vụ tai nạn máy bay ở Nga với vẻ vừa hoài nghi vừa đùa cợt. Khi trao đổi với báo giới, ông Biden đã nhắc lại phát biểu trước đây của ông. Quý vị có thể nhớ lại khi tôi được hỏi về điều này, bởi quý vị, tôi đã nói, tôi sẽ phải cẩn thận với những phương tiện tôi đi. Tổng thống Biden nói, tôi không biết sự thực đã xảy ra, nhưng tôi không ngạc nhiên. Ông Biden nói thêm, một số đồn đoán nổi lên cho rằng hệ thống phòng không Nga chịu trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay này. Khi được phóng viên hỏi liệu ông Putin có thể có liên quan đến vụ tai nạn này, Tổng thống Biden đáp, không có nhiều thứ xảy ra ở Nga mà Putin không đứng sau, nhưng tôi không biết đủ để biết được câu trả lời. Thủ lĩnh Wagner Prigozhin trước đó đã phát động một cuộc binh biến ngắn ngủi bất thành chống lại các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Nga. Ông Prigozhin nói rõ là ông không chống lại Tổng thống Putin. Sau đó, với sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Lukashenko, ông Prigozhin đã được miễn truy tố hình sự ở Nga và được cho sang sống lưu vong ở Belarus. Vài ngày trước, ông Prigozhin xuất hiện trên một video được cho là ở châu Phi, nói rằng ông sẽ khiến châu Phi được tự do hơn nữa, cũng như đem lại công bằng và hạnh phúc cho người dân châu Phi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.